tràng pháo tay, và đặc biệt hơn đó chính là những khoảnh khắc thật ý nghĩa trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng ta hãy cùng một lần nữa dành cho đại sứ thương hiệu của trường Đại học Đại Nam, Hoa hậu Lương Thùy Linh, một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng. Vâng ạ, và nhân đây thì cũng xin được kính mời thì hiệu trưởng nhà trường sẽ cùng nắn lại sân khấu để cùng đón nhận, đó chính là quỹ học bổng thiện nguyện do Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh dành tặng cho nhà trường. Xin được trân trọng kính mời. Và chúng ta hãy cùng tiếp tục những tràng pháo tay thật lớn ạ, để cùng thay cho lời cảm ơn dành tới những tình cảm, sự chia sẻ và quỹ học bổng thiện nguyện được trao tặng bởi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh.